Kính chào quý vị và các bạn đã đến với bản tin bóng đá Việt Nam mới nhất của kênh Cuồng Bóng Đá Việt Nam. Để theo dõi liên tục những thông tin bóng đá cũng như ủng hộ cho chúng tôi, các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký kênh. Sau đây là những thông tin bóng đá đáng chú ý trong 24 giờ qua. Pop C hợp khẩn, huấn luyện viên bên Phật Quang Hải cảnh báo các cầu thủ kỳ thị không truyền bóng cho Hải Con. Cuối tuần trước, Pop C đã phải nhận thất bại 0-4 trong chuyến làm khách trên sân của Green Game ở vòng 1 League One. Đây là trận đấu các cầu thủ áo vàng chơi cực kỳ thất vọng, thiếu kết dính và không có ý tưởng. Điều này thật khó chấp nhận, nhất là khi thầy trò huấn luyện viên Tuchel đã có tới 4 trận đấu giao hữu tiền mùa giải để lắp ghép đội hình. Một trong những nguyên nhân khiến Paul thua đậm là do lực lượng xáo trộn quá nhiều ở mùa hè, nhiều trụ cột ra đi. Nếu không sớm tìm ra giải pháp, huấn luyện viên Tuchel và học trò sẽ còn đối mặt với những cơn ác mộng tiếp theo trong những vòng đấu tới. Cụ thể, theo lịch, rạng sáng 7 tháng 8, Pau FC sẽ tiếp đón Dijon trên sân nhà Nou Camp ở vòng 2 lịch chiều. Tới vòng 3 sẽ làm khách trước Le Havre vào rạng sáng 14 tháng 8 trước khi trở về sân nhà tiếp đón Sochaux ở vòng 4. Ba đội bóng kể trên đều được đánh giá mạnh hơn Pau, đặc biệt là Dijon và Sochaux, hai cái tên thường xuyên góp mặt ở Ligue 1, giải đấu cao nhất nước Pháp. Sau vòng 5 dễ thở khi chỉ phải đối đầu Quentin-Fillon thì vòng 6 thử thách lớn lại tới với Pau, khi đối thủ là Caen, đội cũng là khách quen của Ligue 1. Thông tin các cầu thủ Pau FC kỳ thị không truyền bóng cho Quang Hải đã đến được tay huấn luyện viên Tuchel. Cụ thể, như chúng tôi đã bình luận ở video trước, người hâm mộ cho rằng các cầu thủ Pau FC cố tình không truyền bóng cho Quang Hải. Họ kỳ thị và không muốn truyền cho Quang Hải vì Quang Hải được người hâm mộ tung hô, vượt mặt tất cả các cầu thủ của Pau FC. Quang Hải được truyền thông châu Âu tung hô như Messi. Khi những thông tin này được đăng tải, đội trưởng của Pau FC cho rằng: "Chúng tôi rất quý mến Quang Hải, cậu ấy là một cầu thủ giỏi. Trong những tình huống, chúng tôi đỡ bước một không tốt, dẫn đến việc không thể chủ động truyền cho Quang Hải. Dù cậu ấy đang đứng ở vị trí rất thuận lợi, Quang Hải thi đấu rất tốt, thể hiện ở việc cậu ấy được chấm điểm cao nhất đội trong trận đấu vừa rồi. Tôi xin người hâm mộ hãy luôn tin tưởng chúng tôi để chúng tôi có thể tự tin thi đấu ở những trận tiếp theo." Thực tế, đội bóng của Quang Hải đã thi đấu dưới sức và việc nhận thất bại với tỷ số 0-4 được xem là một bất ngờ trong ngày mở màn của giải đấu Ligue 1. Trước trận đấu, theo đánh giá của những nhà chuyên môn, Pau FC có thực lực ngang bằng với Green Game và thậm chí là đội bóng do huấn luyện viên Didier Tuchel còn được đánh giá nhỉnh hơn so với đối thủ khi Green Game mất đi hai trụ cột là Mshankama và Pierrot. Tuy vậy, việc lựa chọn những cầu thủ giàu tốc độ như Gomez, Bernat hay Evans để đối đầu với nhiều cầu thủ trẻ bên phía Green Game đã khiến Pau FC thiếu đi sự cân bằng ở khu vực giữa sân. Các cầu thủ Pau FC thi đấu rời rạc và thường xuyên mất sự kiểm soát bóng. Kết quả là ngay trong hiệp 1, đội bóng của huấn luyện viên Didier Tuchel đã thủng lưới đến 3 bàn và sang đến hiệp 2, họ tiếp tục để đối thủ chọc thủng lưới ở phút 52 của trận đấu. Huấn luyện viên Tuchel đã triệu tập đội họp khẩn. Ông Tuchel cảnh báo nếu biết được trường hợp kỳ thị đồng đội, ông sẽ có những biện pháp để xử lý. Quang Hải là người Việt Nam, cậu ấy là cầu thủ tốt, cậu ấy đang dần thích nghi với đội bóng. Tôi hy vọng toàn đội sẽ giúp cậu ấy vượt qua được giai đoạn khó khăn này. Truyền thông Pháp chỉ trích thậm tệ màn trình diễn của Pau FC trước Green Game. Tuy nhiên, họ cho rằng Pau FC vẫn còn ít nhiều điểm sáng trong 30 phút cuối trận, thời điểm Nguyễn Quang Hải vào sân. Phút thứ 60, Nguyễn Quang Hải được huấn luyện viên Didier Tuchel tung vào sân thay cho Eddie Sinfetcher. Đây là thời điểm số phận trận đấu đã ăn bài, nhưng Pau FC vẫn quyết tâm tìm kiếm bằng danh dự. Đội bóng áo vàng chuyển sang sơ đồ 3-4-3 với Quang Hải đá như tiền đạo lệch cánh phải. Cho dù không có nhiều tình huống chạm bóng, nhưng Quang Hải vẫn để lại dấu ấn với 3 pha tạt bóng chính xác đạt tỷ lệ 100% và 2 lần tạo cơ hội cho đồng đội dứt điểm. Đây cũng là lý do giúp Quang Hải được giới truyền thông đánh giá cao và được xem là một trong những nhân tố tạo ra hy vọng cho Pau FC. Tờ báo địa phương là Republique de Bicran chỉ trích thậm tệ Pau FC sau trận thua Green Game. Trong bài bình luận sau trận đấu, tờ báo này cho rằng Pau FC là đội bóng công cùng, thủ kém. Họ thậm chí chế giễu Pau FC không biết chơi bóng, mạnh ai nấy đá. Green Game chơi bóng như thêu hoa dệt gấm ở sân cỏ được đánh giá là đẹp nhất Ligue 1. Ở hướng ngược lại, các cầu thủ Pau FC giống như những gã bồn nhìn để bóng trượt qua chân. Họ nhút nhát và vụng về. Không cầu thủ nào cho thấy sức sống cần thiết
kể cả đội trưởng Anthony Pettis. La Republique de Biarritz bình luận. Tuy nhiên, tờ báo này cũng cho rằng Pau FC đã khởi sắc hơn khi Quang Hải vào sân. Những sự thay đổi sau giờ nghỉ giúp Pau FC khởi sắc hơn. Giống như được tái tạo nhờ 5 quyền thay người, Pau FC chơi tốt hơn hẳn trong 30 phút cuối trận. Dù vậy, họ vẫn thiếu sự sắc bén cần thiết để ghi bàn thắng. Bình thường, các cầu thủ dự bị, không riêng gì Quang Hải, đều cảm thấy khó khăn trong lần đầu vào sân, nhất là trong bối cảnh đội đang thua, phải đá với nhiệm vụ cải thiện thế trận. Hãy vào sân ở thời điểm không thuận lợi. Khi đội thua tới 0-4 nhưng vẫn bắt nhịp và hòa nhập tốt, không khác biệt về đẳng cấp, tức là không thua kém đồng đội. Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn, thầy cũ của Quang Hải, chia sẻ. Sau một tháng thích nghi với môi trường mới, Nguyễn Quang Hải được ra sân ngay trận mở màn Lichil gặp Green Game vào hôm 31 tháng 7. Anh vào sân từ ghế dự bị, chơi tốt trong khoảng 30 phút cuối trận, có nhiều đường truyền và một số pha đá phạt tốt. Sau khi xem video về trận đấu này, ông Tuấn đánh giá cao màn trình diễn của học trò cũ. Không phải bởi những con số thống kê về đường truyền, đá phạt mà bằng cảm nhận và con mắt của một huấn luyện viên. Cần hiểu đúng việc Hải có chỉ số thống kê tốt khi Green Game thắng tới 0-4. Áp lực họ dành cho Pau cũng khác so với lúc chưa có tỷ số. Tất nhiên, để kỳ vọng vào việc thay đổi cục diện như vào sân để ghi bàn, gỡ hòa thì hơi xa vời vì Quang Hải không phải thánh. Ngay ra mắt như vậy là tốt rồi, ông Tuấn nói. Huấn luyện viên của bàn pro đồng tình với quan điểm rằng nếu Hải có bóng nhiều hơn, anh có thể tạo ra những cơ hội tốt cho đồng đội hoặc thậm chí kiến tạo, khiến ngày ra mắt được trọn vẹn hơn. Ông cũng cho rằng điều này còn tùy vào những vệ tinh xung quanh của Quang Hải. Sau màn khởi đầu này của Quang Hải, ông Tuấn kỳ vọng cậu học trò cũ có nhiều cơ hội hơn trong những trận đấu tới ở câu lạc bộ Pau. Quan điểm của tôi là luôn muốn các cầu thủ giỏi được ra sân. Với một câu lạc bộ tầm trung, thậm chí yếu như Pau, đấu pháp trước từng đối thủ có thể sẽ thay đổi thường xuyên. Huấn luyện viên trưởng sẽ chọn người phù hợp cho từng trận. Nên tôi nghĩ kỹ thuật tư duy tốt là chưa đủ để giúp Quang Hải đá chính ngay được, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn nói. Ông Tuấn cũng giải thích việc từng để Quang Hải dự bị trước khi trao cơ hội đá chính cho anh tại U19 Việt Nam năm 2016. Đây là hai câu chuyện khác nhau. Quang Hải khi đó lên đá cho đội 1 câu lạc bộ Hà Nội, cần nghỉ để hồi phục thể lực tốt nhất cho U19 Việt Nam. Còn giờ, Quang Hải cần thời gian để hòa nhập tại Pau. Bóng đá Việt Nam từng có Nguyễn Công Phượng và Đoàn Văn Hậu, một học trò cũ khác của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn, thi đấu tại các giải vô địch quốc gia châu Âu và không thành công. Công Phượng dự bị ở giải đấu cao nhất Mỹ, còn Hậu cũng không được thi đấu nhiều ở giải đấu số 1 Hà Lan. Trước câu hỏi về việc Quang Hải liệu có thành công khi khởi đầu ở hạng thấp hơn, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cho rằng yếu tố quyết định anh có phát triển hơn nữa hay không nằm ở việc được thi đấu nhiều hay không. Chúng ta không thể đánh giá Quang Hải đến Pau tốt hay không, vì sang Pháp là một trong những nền bóng đá chất lượng hàng đầu châu Âu. Điều quan trọng nhất vẫn là việc Hải có được ra sân nhiều không, có phù hợp triết lý huấn luyện viên hay không. Chứ nếu sang Anh, sang Italy mà dự bị thì không có ý nghĩa gì. Pau FC đã quyết định thuê sân Hammer để tổ chức trận gặp Dijon thuộc vòng 2 Lichil vào rạng sáng 7 tháng 8. Quyết định này được đưa ra có lẽ là để đáp ứng nhu cầu vào sân xem Quang Hải của các cổ động viên. Sau đại bại 0-4 trước Green Game, Pau FC đối diện áp lực cực lớn trong lần trở lại sân nhà gặp Dijon ở vòng 2 Lichil vào thứ Bảy sắp tới. Họ sẽ phải giành thắng lợi, đồng thời thể hiện một lối đá hiệu quả, có đường nét hơn so với trận đấu tệ hại trước Green Game. Để cho thấy quyết tâm làm mới mình, cống hiến cho khán giả một trận cầu mãn nhãn, Pau FC đã quyết định đổi sang sân Hammer có sức chứa 14.500 chỗ ngồi, gần gấp 4 lần sân Nou Camp, vốn là tổ ấm của họ. Ban tổ chức Lichil đã xác nhận thông tin này. Theo đó, trận Pau gặp Dijon vào lúc 0 giờ ngày 7 tháng 8 sẽ không diễn ra trên sân nhà Nou Camp của Pau mà là sân Hammer. Đây là một quyết định bất ngờ bởi Pau FC sẽ chỉ thuê sân Hammer cho những dịp quan trọng. Điển hình như khi họ gặp PSG tại Cúp Quốc gia Pháp cách đây 2 năm. Thời điểm đó, vừa để bảo đảm các yêu cầu của ban tổ chức và để thỏa mãn mong muốn chứng kiến dàn sao PSG của các cổ động viên mà Pau FC đã thuê Hammer làm sân nhà của mình. Với đối thủ Dijon, dĩ nhiên đây là một cái tên có sức hút vì dù sao thì câu lạc bộ này cũng từng nhiều năm thi đấu tại Liên Quan.
nhưng có lẽ không hoàn toàn vì Dijon mà Pau FC quyết định chi tiền thuê một sân bóng lớn chỉ để tổ chức trận đấu. Nhiều khả năng hành động này được cho là vì Quang Hải. Pau FC nhận thấy sức hút của tiền vệ đội tuyển Việt Nam là rất lớn nên mới đi đến lựa chọn này. Không loại trừ khả năng hàng ngàn cổ động viên Việt Nam sẽ di chuyển đến vùng Tây Nam nước Pháp xem Quang Hải thi đấu. Do vậy, sân Nou Camp vốn có sức chứa hơn 4.000 chỗ ngồi, chỉ gồm 2 khán đài, khó có thể đáp ứng nhu cầu. Chưa kể sự quan tâm từ người hâm mộ địa phương, những người đã được chứng kiến một cơn sốt truyền thông do Quang Hải tạo ra. Tùy vào tình hình bán vé ở trận tới mà Pau FC có thể thuê sân Hammer lâu dài. Vì chắc chắn khi có Quang Hải, số lượng cổ động viên đến sân xem Pau sẽ nhiều hơn trước kia.